Con lên chảnh con có thấy có hình của thầy Minh Tuệ không? Dạ. Giờ này là con đi xuống hay là đi lên? Dạ con đi xuống. Ồ, có hình thầy Minh Tuệ chảnh đó nghe. Dạ con chưa thấy hả? Dạ. Con có mến thầy Minh Tuệ không? Có. Vậy hả, con thích nhất là hạnh nào của thầy? Hạnh Đầu Đà. Hạnh Đầu Đà hả? Ồ rồi, con có thích tu theo hạnh Đầu Đà của thầy không? Có. Con thích hả? Con tên gì? Con tên Trí. Tên Trí. Dạ. À rồi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vậy hả? Rồi con nhắm con ngủ ngồi theo thầy Minh Tuệ nổi không? Không. Không hả? Ủa cháu bé có hai trái tay quá lớn luôn quý vị ha. Ồ. Rồi con bây giờ con thuộc bài cúng chưa? Được rồi. Dạ rồi hả? Rồi con thuộc bài Tây Phương không? Dạ thuộc. Thuộc luôn. Con đọc bài Tây Phương để tặng cho chú được không? Dạ được. Rồi mời con nha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới tam thập lục vạn ức, thiết thập nhất dạng của thiên ngũ bá, đồng danh đồng dưỡng, đại từ đại bi của độ chúng sanh A Di Đà Phật. Ồ dễ thương quá. À, cái bài này vậy mình đọc như vậy thì để làm gì hả con? Dạ cái này là bài chú dẫn sanh của Đức Thầy. Đức Thầy chú dẫn sanh tiếng Phạn thì mọi người đọc có nhiều người không hiểu, nên là thầy rút gọn rồi. Mẹ đấy con kìa, trên chót núi có con chim đã nổi từ lâu, đến chừng khi có máu thấm vào, nó dùng hiện lớn lao bay khắp. Mẹ đấy con mỗi lần nó gấp, ngàn muôn người vẫn được như thường, nhưng mỗi lần cánh nó quạt trương, nhà cửa sập phố phường tan nát. Mẹ đấy con trên trời chim ác, dưới nước thì có cát cá hung, thương chúng sanh mạng sống khôn cùng, chết hết chín sống không tới một. Có đứng lên nha, không biết cái này là cái trái tim mình rung hay là đá sống nó làm cho chân mình bị rung. Thì trước mắt là một cái tảng đá là có hình tượng mà có một vị, cũng giống như một vị đang ngồi thiền định. Dạ. Cái tảng đá thứ nhì giống như một cái hình một cái ông gì đó, một cái phương tiện của một vị ngồi thiền định. Dạ. Đây sau lưng chú Phú kìa. Chú quay lại cho đồng đạo thấy. Vậy đó ha chú. À vậy là chú đi lên trên đó chú thấy nó rung ha chú. Mình thấy cái dập trò mình bị rung. À đó, vậy đó hả? Vị đang ngồi. Bây giờ chú nằm chưa có phá ra, mình không dám phá luôn. À vâng. Và kính thưa quý cô chú anh chị. Đây đây thấy đầu nè. Ơi chú ơi, cái này á phá ra chắc là giống như một hình người nha chú. Hình của Đức Phật hay là một vị nào đó ẩn tu ở đây. Còn mặt ngói về lối cấm nha chú. Đúng rồi, đúng rồi. Đây nè, đây nè. Nếu mà ở đây mà mình chịu khai phá á chú. À, khai phá ra là có cổ đàng hoàng luôn nha. Mà tôi nói cho Phú nghe là không, dạ. Mình không nên khai phá cái gì tự nhiên để tự nhiên. Dạ. Mình biết thì mình biết cho bà con biết, mà bà con hỏi mình chắc mình không dám chắc. À vậy đó ha. Ở đây là tôi muốn à đó là chóp đuôi hả chú? Đây, chóp đuôi. Dạ. Lạ ha. Dạ. Cũng như là một ý chú nói là cũng giống như một vị nào đó phò ha. Cái theo. Cũng như là ngày xưa ta gọi là cái phương tiện. Dạ. Đây là một con. Dạ. Giống như thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa á chú, thì được là ông rắn để mà che nắng che mưa cho ngài. Ha, bây giờ ý chú nói là cái vị này á theo để phò cái dạ. Cũng như Đức Địa Tạng Vương á, ngồi trên cái mục không gọi là đệ thích. Dạ. Giang thù Bồ Tát thì ngồi lên cũng như là Phu Lăng vậy đó. Dạ. À vậy đó ha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, kính thưa quý cô chú anh chị. Đây là vị này. À, đặc biệt đó là tảng đá mà chú lựa muốn chia sẻ đó, chú đứng ở đâu mà chú cảm nhận được chú rung chú? Mình lên lưng luôn, mình lên trên vai của vị này luôn. À chú lên vai đó luôn hả? À, tất cả mình đều lên. Bây giờ ở đây thì trong Phú biết là giấy nguyện, bây giờ chú Phú trình luôn đi, trình trong máy luôn đi. Vậy đó hả? Vậy là chú đã từng lên luôn ha. Úc biết tới giờ trên 30 năm Úc chỉ lên có 1, 2, 3, Úc và đồng đạo chàng lên chỉ mới có 4 lần, không dám lên nhiều. Dạ. Lên để cảm nhận rồi xuống. À lên đó mình ngồi thiền định được không chú? Được, niệm Phật rất là êm. Vậy Úc ha. Rất là thoải mái luôn, không biết trong lành lắm. Vậy là lúc trước chú lên trên đó là chú chưa có cây cối nhiều hả chú? Không, dây leo nè. Cái
này là mới phá, ở đây toàn bộ là nếu mà đi bây giờ hồi xưa đó, đi đây mà nắm dây lên. Dạ. Dây leo đó bắt đầu từ chỗ Châu Phú lên đây là dây leo không, bích luôn. À cũng rất là đặc biệt nha. Nhưng quý cô chú anh chị. Các vị tiền bối người ta, ta có kinh nghiệm á. Dạ. Ta mới chịu. Dạ. Bước qua đó quay cho mình. Đây kính thưa quý cô chú anh chị, đây là một hình của một vị nha quý vị. À, ngồi thiền định. Dạ đúng rồi, vậy là vậy. Dạ. Châu Phú đứng xa ra chút xíu nha quý vị. Đây là gương mặt nha. Đây của ngài ngồi. Quay về hướng này á. Hướng này á chú. Là phía bên đó đó. À, là núi dài năm giếng của Đức Phật Thầy Tây An. Đây hướng về núi Ngũ Hồ Sơn nha quý vị. Đó hướng về ngay trang điện thầy ha. Đây nè quý vị. À, hướng về ngay điện thầy nha quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Châu Phú mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú lại được trở về núi Ông Cát quý vị. Và Châu Phú xin mời quý vị và các bạn sẽ đến với video mới nhất của Châu Phú là về Sư Minh Tuệ. Tại vì Châu Phú nghe bà con điện thoại là chia sẻ rằng ở hiện giờ đó, ở trên núi Ông Cát á, là có hình ảnh của Sư Minh Tuệ ở trên đây quý vị. Thì kêu Châu Phú trở về đây có 13 câu mà Sư Minh Tuệ tâm đắc nhất của Sư Minh Tuệ. Cho nên hôm nay Châu Phú cũng trở về núi Ông Cát. Và hiện giờ đó là phía xa xa bên đó đó quý vị, là có một tảng đá cũng giống như là một đầu người nha quý vị. Đang đỡ chú chim. Chú chim này là chú chim cát nha quý cô chú anh chị, màu xanh, mỏ đỏ và chân đỏ. Và đặc biệt hôm nay đó là Châu Phú mời vị và các bạn sẽ sơ lược về đó là núi Ông Cát này là có chuyện, những câu chuyện đó quý vị rất là lạ kỳ quý vị. Và đặc biệt một điều đó là những cái lời tiên tri nay đã thành sự thật và đã quay theo chiều của núi Cấm. Thì câu chuyện như thế nào thì Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đến với video này nhé. Và kính thưa quý vị, hôm nay có rất là nhiều đồng đạo đã trở về đây quý vị. Và Châu Phú mời quý vị và các bạn gặp đầu tiên nữa là ông Cát rồi. Thì thứ hai, đây là ông Rồng nha quý vị. Đây có một hình ông Rồng rất là to lớn luôn quý vị ơi. Đây nằm ở đây ha. Và tiếp tục nữa thì Đức Thầy đã trở về đây. Ở đây là sân tiên nha quý cô chú anh chị. Ở đây là sân tiên. Đức Thầy đi lên giếng non Cát là Đức Thầy đã ngồi ở đây quý vị ha. Có tín đồ của ngài cũng đồng hành đi theo nè quý vị ha. Và ngài cũng đi để mà giải quả căn cho Đức Ông đó quý vị. Thì hôm nay Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ qua xem video. Chúc quý vị xem video vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì sau khi mà Châu Phú vào được cổng núi Ông Cát quý vị, thì trước mắt Châu Phú đó là Châu Phú thấy có một tảng đá mà bấy lâu nay quý cô chú anh chị nói là đây là tảng đá của thầy Minh Tuệ quý cô chú anh chị. Thì được chú Năm đã tái hiện trở lại qua bức ảnh này. Một bên thì hình ảnh của Đức Thầy nha quý vị, và một bên đó thì hình một tảng đá được tái hiện lại y gan như là tảng đá bà con nói là thầy Minh Tuệ quý vị. Theo quý cô chú anh chị nghĩ tảng đá này như thế nào thì mời quý vị và các bạn comment lên kênh nhé. Và tiếp tục nữa thì bên đây là ảnh Đức Thầy. Thì ở đây thì chú Năm muốn nhắc lại câu chuyện Đức Thầy dắt Đức Ông đi giếng non Ông Cát nè quý cô chú anh chị. Đây, tại đây thì Đức Ông là ngay văn chỗ Ông Cát này nè quý cô chú anh chị. Ở trên thì có sân tiên nha quý vị. Khi quý cô chú anh chị đến điện Sơn Thần á, thì quý vị phải chuẩn bị tinh thần nha quý vị. Bởi vì ở trong đó đó có tiếng của ông hổ gầm gừ nha quý cô chú anh chị. Mà ai mà giật mình là sẽ hết hồn ngay. Rồi Châu Phú đã đến điện Sơn Thần nha quý cô chú anh chị. Khi mình đi tới đây thì mình phải kính lễ và xin phép được quay phim và cầu nguyện cho gia đạo bình an, thế giới hòa bình nha quý vị. Sau khi mà đi qua điện Sơn Thần thì Châu Phú gặp có một cháu bé rất là dễ thương luôn quý vị. Chào con biết chú này không?
chú Tấn Dũng. À, chú Tấn Dũng nhịp cầu Nhân Ái đó con. À, con ơi hôm nay con ơi về núi Ông Két này con cảm nhận như thế nào? Dạ vui. Vui hả? Dạ. À, con lên chảnh con có thấy có hình của thầy Minh Tuệ không? Dạ. Giờ này là con đi xuống hay là đi lên? Dạ con đi xuống. Ôi có hình thầy Minh Tuệ chảnh đó nghe. Dạ con chưa thấy hả? Dạ. Con có mến thầy Minh Tuệ không? Dạ có. Vậy hả? Con thích nhất là hạnh nào của thầy? Hạnh Đầu Đà hả? Ồ rồi con có thích tu theo hạnh Đầu Đà của thầy không? Có. Con thích hả? À? Con tên gì? Con tên Trí. Tên Trí. Dạ. À rồi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 10 tuổi. Vậy hả? Rồi con nhắm con ngủ ngồi theo thầy Minh Tuệ nổi không? Không. Không hả? Ủa cháu bé có hai trái tay quá lớn luôn quý vị. Ha. Ồ. Rồi con bây giờ con thuộc bài cúng chưa? Được rồi. Dạ rồi hả? Rồi con thuộc bài Tây Phương không? Dạ thuộc. Thuộc luôn. À, con đọc bài Tây Phương để tặng cho chú được không? Dạ được. Rồi mời con nha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn của thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi phổ độ chúng sanh, A Di Đà Phật. Ồ dễ thương quá. À, cái bài này vậy mình đọc như vậy thì để làm gì hả con? Dạ cái này là bài chú giảng sanh của Đức Thầy. Đức Thầy chú giảng sanh tiếng Phạn thì mọi người đọc có nhiều người không hiểu nên là thầy rút gọn lại. Ồ cháu bé vậy quá hay ha. Cũng hiểu. Con ơi con làm ơn cho chú hỏi mỗi ngày mình cúng lại sớm chiều vậy đó thì để làm gì hả con? Để kiếm phước báo để về Tây Phương làm theo thầy. À rồi cảm ơn con. Vậy thì mình con có thể chia sẻ đó. Thường thường chú đi quay phim đó bà con hay nói vật dưỡng nhân. Con vật đó sanh ra để cho nuôi dưỡng mình đó thì theo con nghĩ có đúng không hả con? Dạ không. Không hả? Ủa sao vậy con? Tại vì con vật nó là mình không có được ăn đó. Tại vì mình ăn rau cây mình ăn cũng rồi. Dạ, mình ăn động vật thì mình sát sinh, mình mang tội sát sinh. Mang tội nên là không nên ăn. Vậy hả? Rồi mang tội sát sinh gì thì có sao không con? Dạ bị đỏ. Bị đỏ hả? Kiếp sau mình làm một con thú đó, mình ăn một con là mình đỏ là một con để trả lại nó. Vậy hả? Vậy là tính ra từ hồi nhỏ tới lớn vậy là mình ăn rất là nhiều con, mình phải đỏ rất nhiều kiếp sao con? Dạ. Bây giờ con ăn đang ăn gì? Ăn chay ăn mặn con? Con ăn mặn. Bị kẹt luôn hả con? Dạ, vậy là con ăn nhiêu con rồi? Vậy là chiếc này về con phải ăn chay nghe con. Dạ. Con đó là sáng lắm đó. Có hai trái tay này rất là to nè. Vậy là cái tiền kiếp con là cũng có tu. Dạ. À, cho nên con trả lời rất là hay. Ừ đó. Thì bây giờ hy vọng là con về nhà cũng phải cố gắng ăn chay nha. Dạ. Cúng lại. Bữa nay ông ba gặp con là có duyên nha. Nhớ mẹ nói hai con này nè, thấy các con muối dưa chưa được thì sao mẹ rước con đi. Dạ. Cho nên phải ăn chay thọ giới tâm hiền mới được thiêng liêng giải nàng ha. Dạ. Mình nguyện với mẹ Quan Âm đi. Dạ. Mẹ độ cho mình tội nguyện à. Bị dĩ chân mẹ Quan Âm với Bạc Liêu có bốn câu nè, con nhớ không? Bồ Tát Quan Âm rất nhiệm màu, trí bi viên mãn hạnh thâm sâu, ứng thân quá độ hàng xa chúng, vượt thoát ra ngoài cảnh khổ đau. Nam mô Di Đà Phật. Yeah, Nam mô Di Đà Phật. Hay quá ha, cháu bé dễ thương quá. Con năm nay học lớp mấy rồi con? Dạ con học lớp 4. Lớp 4 à. À rồi vậy là năm nay là con 10 tuổi rồi. Dạ. Rồi con từ đâu về núi Ông Két này? Dạ con ở Thanh Bình Đồng Tháp. Con có thích xem về thầy Minh Tuệ không? Dạ có. À con mến nhất thầy á là cái điểm nào? Thầy đi thì không có nhận tiền, thầy đi chân đất thì không có mang dép. Vậy là con mến ha. Dạ. Đặc biệt không nhận tiền mà không mang dép. Dạ. Vậy con có học theo thầy được những gì không? Dạ. Không có làm được cái nào. Rồi cảm ơn con. Dạ. Chúc con học giỏi nha, mạnh khỏe bình an. Về phát tâm lành. Rồi cảm ơn con. Rồi Nam mô Di Đà Phật. Cũng nên tập ăn chay ít nhiều đi ha. Càng tháng được nhiêu ngày rồi?
Trời ơi ổn quá nha, về nhà cố gắng nha. Để không thôi mình phải bơi kiếp này nè, mình làm người mà mình không tu đó. Để không thôi con mới vừa nói đó, ăn con gì đầu thai con nấy nữa, làm cá làm gà đồ sao mà tu. Dạ. À, cố gắng lên. Rồi bắt tay cố gắng phát tâm nha. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ và vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, thì quý cô chú anh chị khi mà đến núi Két đó, điểm đầu tiên là anh em đã đến miếu Sơn Thần quý vị ha, có một hình ông hổ rất là lớn rồi. Và cái điểm thứ hai mà quý cô chú anh chị được dừng chân đó thì tại đây là điện Chư Vị Năm Non Bảy Núi quý vị. Và đặc biệt phía sau điện Chư Vị Năm Non Bảy Núi đó là có ông Két quý vị, và có những cái lời tiên tri về ông Két. Thì Châu Phú xin mời Huynh Hòa Núi Dài Năm Giếng sẽ giới thiệu. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, chào Huynh Hòa, chào Huynh Tấn Dũng, nhập cầu nhân ái nha. Chào Châu Phú. Dạ thì thưa anh, hôm nay em cùng với anh Tấn Dũng xa xôi trở về đây để cũng muốn tìm hiểu về ông Két. Tại vì ngày xưa đó là nghe bà con chia sẻ rằng là ông Két quay ra ngoài lộ chính, lộ lớn ha. Và bây giờ đó thì ông Két đã chuyển hướng về núi Cấm. Như vậy thì anh có thể chia sẻ đó, anh là một người tu ở núi Non Am Cốc lâu năm rồi đó, anh có gặp cái tình trạng là quay như vậy không anh, hay là chỉ là lời đồn thổi? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, mời anh ha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính đến Châu Phú Thiền Cấm Sơn, kính đến Tướng Dưỡng Nhật Cầu Nhân Ái, kính đến quý vị thiện hữu trí thức và tất cả quý vị đồng đạo gần xa kính mến. Thưa quý vị, thì hôm nay anh em huynh đệ cũng mấy khi cũng trở về nơi cái vùng Thất Sơn Bảy Núi. Thì khi mà trở về đây nơi cái núi Anh Vũ Sơn còn gọi là núi Ông Két, thì Thanh Hòa có một cái cảm nghĩ rất là vui mừng, là chính đây là một cái nơi mà dấu ấn kỷ niệm lịch sử. Đây là một cái nơi mà trước kia Đức Phật Thầy Tây An khai sáng cái nền đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, cũng tại nơi này là cái xã Thới Sơn. Thì có chùa Phật Thầy, có chùa Thới Sơn, chùa Phước Điền, Phước Điền Tự vân vân, tức là cái nơi đầu gốc Nhà Bàn, là cái nơi mà chính Đức Phật Thầy đã khai sáng cái nền đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. Và cũng chính ở đây cũng là cái dấu chân mà Đức Phật Thầy đã khai mở cái phát quang cái nền đại đạo. Và cũng là chính ở đây, cái ngọn núi này, chính Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hảo ngày cũng đã dẫn Điện Đài và Đức Ông và những nhiều là đệ tử trở về nơi cái vùng núi núi Ông Két này. Có lẽ nơi đây cũng là một trong cái vùng Thất Sơn Bảy Núi. Đây là cái điểm núi đầu tiên, một trong vùng Thất Sơn, ngay cái gốc Nhã Ba của Nhà Bàn. Thì thưa quý vị, theo như Thanh Hòa thì từ trước đến nay cũng đã lắng nghe các bậc tiền nhân, các vị tiền bối cũng đã kể lại về cái nguồn gốc lịch sử nơi núi Ông Két này. Là một cái nơi mà phải nói là rất linh thiêng, rất là nhiệm màu, đặc biệt nhất là có mỏ Ông Két. Và đặc biệt nhất thì các vị tiền bối ngày xưa và mãi cho tới bây giờ thì thường hay kể về là mỏ Ông Két. Nếu về góc độ xa xưa thật sự thì Thanh Hòa cũng đã ở đây nhiều năm, chứng kiến nhiều năm, thì rõ ràng thật sự là mỏ Ông Két, nếu về nói về lúc xưa đó, là cái mỏ Ông Két là dòm thẳng ra đối diện ra ngoài lộ. Đối thật là diện thẳng ra ngoài lộ, thẳng qua bên núi và Năm Giếng. Nhưng mà thật sự thì hôm nay đã thật sự là đã khác xưa, đã thật sự có khác xưa, là cái mỏ Ông Két hiện giờ đã xoay thẳng về hướng núi Ông Cấm. Cho nên phải nói là một trong cái vùng Thất Sơn Bảy Núi, khi mà anh em huynh đệ của chúng ta hôm nay trở về vùng Thất Sơn cũng đã cảm nhận được nhiều cái câu quyền bí cao sâu mà Đức Thầy cũng đã cảnh báo, cũng đã diễn tả là rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có các đài, chờ đợi con hiền nôi tục cổ, tới thượng thượng cổ điểu hòa mai. Hay là trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao báu quý, tức là sau này sẽ nhiều cái điều cao quý, nhiệm màu, sâu xa, không thể nào mà tiết lộ được cái sự quyền diệu của Phật Thiên Thần Thánh sẽ trở về nơi đây khai mở Hội Long Hoa để tiễn người hiện đức, để mà là lập đời. Cho nên hôm nay thì trở về vùng Thất Sơn, nơi một trong cái vùng Thất Sơn, tất cả chúng ta cũng đã có một cái niềm vui sau những tháng hạn, là cây cối đều khô hạn, là chết rất nhiều. Nhưng mà bây giờ thì trở về với cái mùa thời tiết mưa gió, cây cối được sum túp, thời tiết được im đềm. Thôi thì giờ đây
chúng tôi có một cái niềm vui, và đặc biệt nhất là Châu Phú vừa đặt vấn đề đó. Dạ. Thì mỏ ông Két thật sự vui vậy luôn. Hiện giờ đã cái hướng mỏ ông Két đã đi thẳng, nhắm thẳng về cái hướng của núi Ông Cấm, tức là núi Thiên Cẩm Sơn. Và bây giờ thì để chứng minh cho sự kiện đó thì có một vị tiền bối, tức là ông Thanh Sĩ, cũng đã tiên tri, cũng đã tiết lộ những cái sự quyền diệu đặc biệt nhất trong cái vấn đề mỏ ông Két này. Dạ. Và A Di Đà Phật. Dạ, vâng, giờ đây thì mời quý vị mình sẽ tiếp theo hướng về bên mỏ ông Két, để chúng ta sẽ lâu lâu rồi sẽ khám phá. Dạ. Sẽ tìm hiểu lại vùng thiêng liêng màu nhiệm lịch. Dạ. Sử trong cái cảnh thất sơn màu nhiệm. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn Quỳnh Hòa. Quỳnh Hòa có thể chia sẻ giùm cho em đó Quỳnh Hòa. Dạ. Là tại sao bà con lại là nói gần á Quỳnh Hòa, mỏ ông Két này nè. Là cũng như một cái chiếc chìa khóa. Thì mỏ ông Két là chiếc chìa mà núi Cấm là ổ khóa, như vậy là như thế nào hả Quỳnh Hòa? Theo mình nghĩ thì đây là một cái vấn đề thiên cơ rồi. Dạ. Thiên cơ thì do trời Phật là lập nên, gây dựng nên những cái sự mà coi như là quyền bí này. Thì cái vùng thất sơn bảy núi là một cái nơi nhiễm màu, thì là tất cả những cái cơ màu, tất cả những cái thiên cơ về địa linh trong cái vùng thất sơn, thì đây là vấn đề khó luận bàn, khó mà nói trước ha. Chỉ khái quát nói một cái ấn tượng để cho chúng ta có một cái niềm tin rằng cái cuộc thất sơn sau này có nhiều diễn biến lạ, có nhiều cái sự kỳ lạ, cho nên là cũng có thể có. Nhưng mà sự nhiệm màu đó thì có thể chúng ta không thể nào tường tận rõ hết được. Ha không A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chào quý bà ha. Ông ba. Dạ. Thưa ông ba, làm ơn cho con hỏi là hôm nay con lại đây con gặp ông Két đó. Thì con nghe những cái lời tiên tri của bà con đó nói về ông Két, và nói về là sau này là nước đó ông ba, là lên tới miệng ông Két đó, thì ông ba có thể lý giải giùm cho con có lời tiên tri đó không ông? Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy, chào tất cả quý ông đạo trong ngoài nước thân mến. Hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm Giáp Thìn, cùng Tấn Dũng, Châu Phú, Thanh Hòa và anh Út Lửa cũng giếng non tiên quyền bí đây. Thì mình mới vô cửa núi là đầu của ông hổ khổng lồ, và đến đây là điện chư vị sơn thần năm non bảy núi, cũng như dưới điện của Quan Thế Âm Như Lai Bồ Tát, mà cũng ở dưới chân của vị thần Két của núi Anh Vũ Sơn. Thì kính thưa vị, trong tất cả các núi thì cái vùng bảy núi mà Đức Phật Thầy có đặt tên, nhưng mà riêng Đức Thầy chúng ta thì có cái bài khi Đức Thầy mở đạo dẫn môn đệ đi tham quan đây, thì Đức Thầy mới viết cái tựa là giếng non ông Két. Chỉ có anh Vũ Sơn là Đức Thầy mới sử dụng cái từ giếng non ông Két. Và Châu Phú cũng có hỏi ở nơi đây thì quyền bí về thần Két, mà hồi nãy thì Châu Phú nói là ông Két này đây là cái chìa khóa, mà bên núi Cấm là ổ khóa. Hỏi Thanh Hòa, Thanh Hòa nói đây là thiên cơ quyền bí. Thì kính thưa vị, Châu Phú hỏi như thế thì mình thấy trong quyển 5 mà bài là kệ, Đức Thầy có dạy hai câu kết thúc như sau: nữ nam muốn rõ âm hao, ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Tức là Đức Thầy nhắc nhở tất cả nam phụ lão ấu già trẻ gì muốn hiểu những cái tin tức sắp tới, âm hao là tin tức sắp tới, ráng trao đức hạnh này cũng như ráng tu thì sẽ tường. Và kính thưa vị, dưới núi ông Két này thì xin phép được nhắc lại cái bài giếng non ông Két 16 câu Đức Thầy được dạy, xin được phép đọc như sau: non tiên gió mát toại lòng thai, tức cảnh thi văn nhã một bài, cố tưởng ước mơ về nhược thủy, ngặt gì không cánh lấy gì bay, dắt sát phàm phu giếng non đài, hỏi nhờ đá cục ngủ đêm nay, chư sơn bảy núi đều quy tụ, thầy tớ cảnh tiên rõ mặt mày, nhìn xem cây đá gió lung lai, sáng lại lui chân trở gót hài,
Vậy hỡi chư thần mau nói gót theo thầy dắt chúng khỏi nồng cai, lầu đài núi cấm lộ nay mai, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài, khuyến dạy dân tình minh đạo đức, tu hành được kiến cảnh bồng lai. Kính thưa về những câu sau của bài sau, thơ sau của Đức Thầy dạy là đem những lời vàng tiếng ngọc nhiệm màu để dạy dân tình hiểu được và sáng tỏ đạo đức, thì sau này mới thấy cái cảnh non bồng nước nhược là sắp sửa ngày mở đại hôm qua. Và Châu Phú cũng có hỏi tích xưa nhiệm màu của ông Két, ngài Thanh Sĩ cũng có viết một tác phẩm rằm tháng 10, xin được nhắc qua những câu nhiệm màu đó như sau: mẹ đấy con, cảnh đời hỗn độn, dễ làm cho làm rộn lòng người, kẻ tu hành ráng giữ tốt tươi, kẻo uổng mấy năm trời đốn củi. Mẹ đấy con, kìa trên chót núi có con chim đá nổi từ lâu, đến chừng khi có máu thấm vào, nó dùng hiện lớn lao bay khắp. Mẹ đấy con, mỗi lần nó gấp, ngàn muôn người vẫn được như thường, nhưng mỗi lần cánh nó quạt trương, nhà cửa sập phố phường tan nát. Mẹ đấy con, trên trời chim ác, dưới nước thì có cát cá hung, thương chúng sanh mạng sống khôn cùng, chết hết chín sống không tới một. Kính thưa vị, đó là trích đoạn là 16 câu của ngài Thanh Sĩ viết trong tác phẩm Rằm tháng 10. Và còn Châu Vũ có hỏi sau này nước có ngập tới đây hay không, thì những sự chuyện bên thầy tại tổ đình, Đức Thầy cũng nói những cây dừa, những cây sao mà sau này nước nó có thể nó ngập tới đọt. Thì trong tác phẩm ông Ba Nguyễn Văn Thới cũng có dạy như sau: nước đâu ngập lúc gò cao, lửa đâu dậy cháy, lao sao khắp ngàn. Kính thưa vị, tác phẩm Thi Văn Giáo Lý Đức Quỳnh Giáo Chủ có dạy: nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lấy lần nạn tai, thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ nhạo biếm khoe khoang, đến nay là buổi tai nạn tam thiên lục bá khắp tràn hại dân, tức là tới 3600 mối đạo tà đó quý vị. Cho nên cái cảnh nước biến sau này thì khoa học chứng minh những tảng băng ở Bắc Cực nó rất là lớn, sau khi nó tan ra thì sự nó biến động ở trong đó là ngũ đại châu và tứ đại dương, tức là châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Úc, châu Mỹ, và tứ đại dương tức là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương và Nam Băng Dương là địa Trung Hải. Thì những cái sự biến chuyển ở trong quả địa cầu mà Đức Thầy cần từng tiên đoán: ôi khổ thảm bốn bề sống dậy, dòm lưng trời lửa cháy liên miên, tiêu điều sản vật điền viên, thần thông biến hóa dưới miền trung ương, ngục môn đầy quỷ vô thường, dắt hồn kẻ bạo, diêm vương luật trần, nhìn xa nước mắt rưng rưng mà thương đời chưa tỉnh, trầm lưng thêm hoài, thương đời mê muội trầm lưng thêm hoài, xin lỗi. Nam mô Di Đà Phật. Thì kính thưa vị, sau này những sự tuyên bố của tiên đoán trước của các vị là chư Phật, chư Thánh Hiền và Bồ Tát, thì cái sự khoa học quyền bí và có tính cách là thiên cơ, là mái trời, thì chúng ta nghe theo lời Đức Quỳnh Giáo Chủ đi, nữ nam muốn rõ mau ráng trao đức hạnh thì ngày sau sẽ tường. Thì kính thưa vị, hôm nay thì có mặt dưới chân núi Thằng Két của anh Vũ Sơn, thì Châu Phú có trao đổi, thì mình cũng xin phép nhắc nhở trong cái sự hiểu biết gọn gẽ mình trước khi dứt lời, cũng chúc tất cả quý đạo trong ngoài nước thân tâm thường an lạc, đạo quả được viên thành. Nam mô Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn chú Ba đã nhắc lại lời vàng tiếng ngọc của cậu hai Thanh Sĩ và tích của ông Két. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính đến quý vị đồng đạo gần xa kính mến. Thưa quý vị, hôm nay hội đủ duyên lành thì Thanh Hòa đồng hành cùng với chú Ba Bình Giang cũng như huynh Úc Lụa và cũng như Tuấn Dũng, Châu Phú trở về vùng Thất Sơn Bãi Núi, và đặc biệt nhất là hôm nay trở về với cái núi Anh Vũ Sơn, còn gọi là núi Ông Két. Nơi đây cũng là một cái nơi phải nói là nhiều cái dấu ấn kỷ niệm lịch sử từ Đức Phật Thầy Tây An dài cho đến Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hảo, và nhất là sau những năm tháng mà Đức Thầy đã chính thức dẫn Đức Ông đi giếng núi Tà Lơn và
Đức ông đã thật sự lên tiếng rằng tôi đã gặp vàng thiệt rồi mấy ông ơi. Và thế là sau đó những năm tháng mà Đức Thầy đã khai đạo xong thì Đức Thầy cũng đã dẫn rất nhiều các môn nhân đệ tử hay là Đức ông trở về cái vùng Thất Sơn Bãi Núi, và đặc biệt nhất là dấu chân của Đức Thầy đã được đến nơi đây là cái núi Ông Két này, Anh Vũ Sơn. Và Đức Thầy cũng đã tức cảnh làm thơ, sáng tác lên bài Giếng Non Ông Két, phải nói là rất đặc biệt trong vùng Thất Sơn, trong vùng Bãi Núi này. Thì Đức Thầy cũng đã đi rài đây mê đó rất nhiều nơi. Tuy nhiên thì nơi núi Ông Két này, Đức Thầy đã để lại một cái dấu ấn kỷ niệm, đó là sáng tác lên bài Giếng Non Ông Két. Trong nội dung của bài Giếng Non Ông Két này thì Đức Thầy cũng đã tiết lộ những cái quyền di, những cái sự thất sơn nhiệm màu sau này nó như thế nào, đặc biệt nhất là rừng lâm cây đá thấy ngày nay, hay là Đức Thầy cho biết đó là chừng bãi núi Lầu Son Lộ Vẻ, hoặc giả là Lầu Đài Núi Cấm Lộ Nai Mai, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài, khuyên dạy dân tình minh đạo đức, tu hành sẽ được thấy cảnh bồng lai. Do vậy thì hôm nay Thanh Hòa xin mạn phép được trùng tiên lại một bài thi của Đức Thầy qua đoạn, qua bài Giếng Non Ông Két. Xin mời quý vị hoan hỷ đồng lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Non tiên gió mát tội lòng thay, tức cảnh thế gian nhà một bài, cố tưởng ước mơ về nước thủy, ngắt gì không canh lấy gì bay. Dắt xác phàm phu giếng non đoài, hỏi nhờ đa cục ngủ đêm nay. Chữ sơn bãi núi điều quy tụ, thầy tới cảnh tiên rõ mắt mày, nhìn xem cây lá gió lung lay, sang lại lũi chân chờ gót hai. Vậy hỡi chư thần mau nối gót theo thầy, dắt chúng khỏi nồng cái Lầu Đài Núi Cấm Lộ Nay Mai, thức tình chung sanh mới tỏ bài, khuyên dạy dân tình minh đạo đức, tu hành được thấy cảnh bồng lai. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, giờ đây thì Thanh Hòa cũng nhắn nhủ gửi gắm hết tất cả bà con cô bác gần xa, tất cả chúng ta đã có duyên lành và sanh ra tại miền Nam Việt Nam, và nhất là trong cái miền Thất Sơn Bãi Núi thì chúng ta cũng đã có duyên sâu với Phật pháp. Thôi thì dầu ở nơi nào, hoàn cảnh gì, thì tất cả chúng ta đều ai cũng có sẵn tâm Phật, và tương lai chúng ta tu hành sẽ chắc chắn thành Phật hay là tiên thần thánh, tùy theo cái quả gì, nhất là cái thời kỳ ăn xá, nhất là cái thời kỳ Đức Thầy đã sai vắng lâu, và nhất là cái thời kỳ mà Đức Thầy hẹn hò sắp trở về mở hội Long Hoa tiễn người hiền đức. Thì tất cả quý vị mình nên cố gắng phát tâm quy y tu niệm để hướng về con đường Phật pháp, hướng về con đường thánh thiện mà Phật Thầy đã khai mở, đã chỉ dạy đủ đầy rõ ràng hết rồi. Giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu dung tròn, thì chúng ta hãy mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này.
đây là cơ hội sau cùng. Thì mong rằng tất cả quý vị mình nên là bình tâm để rồi cắt bút tỏ lời, xét xem hai chữ dặn thời còn xa. Nhưng mà tất cả chúng ta đã ngộ ra rồi thì xa gần sẽ đến. Nhưng mà quan trọng là chúng ta có tu chưa, có giác ngộ chưa, có hành trì chưa, và làm được tới đâu, và chúng ta biết mình là ai, và mình đang làm gì, đang nói gì, đang nghĩ gì, và kết thúc cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Là chắc chắn chúng ta sẽ có được một cái tương lai ngày mai, diện kiến Phật Thầy trong cái ngày Long Hoa Đại Hội, để diện kiến Phật Tiên Thần Thánh. A Di Đà Phật, xin chân thành cảm ơn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Em cảm ơn Huynh Hòa, cảm ơn chú Ba Bình Giang, cảm ơn chú Lựa. Bây giờ thì em xin đại diện Mạnh Thường Quân. Thứ nhất là cô Diễm gửi cho chú Ba Tèo để hỗ trợ tiếp sức với Huynh Hòa. Thứ nhất là xe chữa lửa cứu cho bệnh nhân cấp cứu đó. Thứ hai là 1 triệu đồng. Thứ hai là cô Phượng, chị Phượng ở Sài Gòn đã gọi có ghé cốc Huynh Hòa đó. Dạ, cũng gửi hỗ trợ tiếp sức Huynh là 2 triệu đồng nữa, là tổng cộng 3 triệu. Em... Rồi, xin chân thành cảm ơn chú Ba Tèo hả? Cô Diễm. Cô Diễm. Cùng cô Diễm với chị Phượng. Với chị Phượng. Dạ, dạ. Cộng chung là 3 triệu. 3 triệu. Dạ, vâng, dạ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn chị Diễm và chú... Ba Tèo. Dạ, chị Phượng. Chị Phượng. Dạ, dạ, dạ. Xin chân thành cảm ơn Châu Phú rất nhiều ha. Rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Châu Phú cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã xem kênh của Châu Phú cùng với kênh Huynh Tấn Dũng Nhiều Cầu Nhân Ái. Xin đồng kính chúc cho toàn thể quý vị sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Và đừng quên đăng ký kênh của hai anh em cho một like để anh em có động lực làm những video hay hơn nữa nha quý vị, và hấp dẫn hơn. Chúc quý vị sức khỏe, bình an, thân ái. Mến chào và tạm biệt nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, thì Châu Phú đi tìm hồi sớm tới bây giờ quý vị, đi cùng với chú Lựa và Huynh Tấn Dũng Nhiều Cầu Nhân Ái, đi tìm hoài luôn. Ở trên núi Ông Cát này không có hình ảnh của Sư Minh Tuệ và 13 câu tâm đắc của ngài nha quý cô chú anh chị. Vậy là cái tin đồn của quý bà con quay ở nhà ở đâu đó rồi đăng lên nói trên núi Ông Cát, làm hai Châu Phú đi kiếm hồi sớm tới bây giờ luôn, và thiếu điều muốn giáp núi luôn quý vị. Nhưng mà không có gặp hình đó, hay là bà con ta sợ ta giấu. Thì hy vọng là những video tới đó thì cũng có quý cô chú anh chị nào biết được địa chỉ ở nơi nào thì làm ơn comment lên kênh của Châu Phú, để mà Châu Phú đến để quay gửi đến quý cô chú anh chị ở phương xa không về được đó cùng xem. Thì qua đoạn video hôm nay, Châu Phú xin kính chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị có nhiều sức khỏe và vạn sự bình an trong cuộc sống nhé. Thân ái mến chào và tạm biệt nha. Tạm biệt chú Lửa nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.